Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: ông ta nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Mấy kẻ khác muốn thử người nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý của họ liền phán: nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ thì nước đó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ. Vậy nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán. Đó là lời Chúa. Lẽ ra khi thấy Chúa Giêsu làm những điều lạ thường trước mắt mình, không phải là nghe nói, không phải là thấy ở đâu xa, mà là trước mắt mình, những dấu lạ, những phép lạ Chúa Giêsu làm, nào là chữa cho người câm nói được, người điếc nghe được. Rồi hôm nay bài tin mừng thuật lại cho chúng ta biết là Chúa Giêsu chữa cho một người bị quỷ câm ám. Rồi biết bao nhiêu lần Chúa cho người này sống lại, người kia được lành mạnh, được khỏe sau nhiều năm, sau cả thậm chí là hàng chục năm, mười mấy năm bị bệnh tật, vân vân. Chứng kiến những điều đó thì lẽ ra người Do Thái phải tin mới đúng chứ. Chúng ta lấy làm lạ, và chính bản thân tôi nhiều lần đọc Thánh Kinh tôi cũng lấy làm lạ. Tại sao họ vẫn cứ trơ trơ ra? Tại sao họ vẫn không hề tin? Và hôm nay họ, Thánh Luca nói gì anh chị em? Đó là một số người muốn thử Chúa nên xin người một dấu lạ từ trời. Chúng ta thấy đúng là thất vọng thật. Thất vọng với những ai chứng kiến những phép lạ của Chúa, quá thất vọng. Và điều đó cũng không phải mới mẻ gì. Tiên tri Giê-rê-mi-a trong bài đọc 1 cũng đã từng chứng minh cho sự cứng đầu của dân Chúa, để chúng ta thấy cái sự cứng đầu đó nó kinh khủng cỡ nào. Khi tiên tri nói lời của Chúa, họ không nghe. Đến mức Chúa bảo thế này này: ta lần lượt sai các tiên tri tôi tớ của ta đến với họ, nhưng họ không nghe ta, không chịu lắng tai nghe. Họ tỏ ra cứng đầu cứng cổ và còn sống tệ hơn cha ông họ. Ngươi có nói cho họ biết tất cả các điều ấy thì họ sẽ không nghe ngươi đâu. Ngươi có gọi họ, họ cũng không chịu trả lời đâu. Vậy ngươi hãy nói với họ biết là: này là dân chịu, là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ, không chấp nhận kỷ luật, lòng trung tín đã mất và miệng họ không còn nhắc đến nữa. Từ ngàn xưa con người đã có thái độ chống đối lại với lời chân lý. Thưa anh chị em và tôi ngày nay cũng vậy. Chúng ta cũng chứng kiến ngay trong tâm hồn mình, ngay trong những hoàn cảnh sống xung quanh mình cũng đều thấy những điều đó. Biết bao nhiêu người xưng mình là người Công giáo nhưng chả hề có một chút đời sống Công giáo nào. Và
Tôi hỏi anh chị em, từ ngày nhỏ tới bây giờ chúng ta đến nhà thờ rất nhiều, mình nghe lời Chúa nhiều lắm, nhưng mình thuộc được bao nhiêu câu lời Chúa? Bất quá đó, đến nhà thờ nghe ông cha giảng một số câu kinh thánh về tin mừng thì thuộc những câu tin mừng nhiều hơn. Còn lại có bao giờ anh chị em mở cuốn kinh thánh ra để đọc lời Chúa, để có một chút cầu nguyện với lời Chúa, để nghiền ngẫm với lời Chúa không? Chúng ta lời Chúa của mình thì nhiều lắm, nhưng mà chúng ta chả thuộc. May ra thuộc là bởi vì đến nhà thờ và nghe ông cha giảng năm này sang năm khác, những cái bài tin mừng ấy, những cái lời Chúa trong tin mừng ấy, ngoài tin mừng chả có gì, chả biết gì, chả có động lại một chút nào. Cũng vậy thôi, chúng ta vậy thôi, cũng chẳng khác gì những điều mà ngày xưa người Do Thái đã từng dành cho Thiên Chúa và dành cho Chúa Giê-xu. Cũng chả khác gì những kẻ mà ngày xưa Chúa đã từng trách họ, và cho tới thời Chúa Giê-xu chứng kiến biết bao nhiêu phép lạ trước mắt, họ vẫn cho rằng ông này lấy danh của Bê-en-xê-bun, tức là lấy quỷ tướng mà trừ quỷ con. Hết nói, không biết nói làm sao luôn. Và đó là một sự kiêu ngạo khủng khiếp, đó là một sự kiêu ngạo thẳng thừng trả lại cho đấng dạy dỗ mình, cho đấng an ủi mình, cho đấng cứu độ mình. Đó là một sự kiêu ngạo tày đình mà không chỉ là cái thuở tạo thành, tạo thiên lập địa, tổ tông chúng ta đã trúc cho Thiên Chúa sự kiêu ngạo ấy, mà trải qua thời gian mãi mãi loài người vẫn trúc cho Thiên Chúa cái sự cứng đầu, sự kiêu ngạo của mình. Làm sao mà có thể hiểu nổi khi chứng kiến một phép lạ lại bảo rằng lấy quỷ tướng mà trừ quỷ con? Làm sao mà có thể nghĩ ra được rằng đó là quỷ tướng cho nên trừ quỷ con? Đúng là một điều không thể hiểu nổi lại với cứ xảy ra. Và anh chị em và tôi, ngày hôm nay chúng ta nghe lời Chúa vang lên giữa cộng đoàn, đừng bao giờ nghĩ rằng đó là lời của lịch sử, mà phải nghĩ rằng đó là lời Chúa đang dạy chúng ta hôm nay. Từ lời mà tiên tri Jeremiah đã nói, nó không nghe ngươi đâu, và ngươi có la nó cũng chả thèm nghe đâu, cho đến Chúa Giê-xu khi trừ quỷ thì lại bị những người đồng hương cho rằng đó là tướng quỷ trừ quỷ con. Cho đến hôm nay chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cũng đã nhiều lần xảy ra những điều như thế, chả có lòng tin mấy, và nếu có thì cũng chỉ là gọi là lòng tin vào Thiên Chúa chung chung, còn một sự xác tín rõ ràng thì chắc chắn chúng ta còn xa dịu vợi. Trong khi đó, lời Chúa dạy rõ ràng, và lời Chúa là căn bản của đời sống, lời Chúa là nguồn cội của đời sống, của lẽ sống mình, thì mình để ngoài tai. Nhưng nếu ở đâu đó đồn rằng phép lạ xảy ra, Đức Mẹ khóc, hay là Đức Mẹ chảy máu mắt, thì ôi thôi, dồn tới râm rập. Cái mặc khải mà nó không chính đáng, hay nếu có thì có khi cũng chưa chắc là điều mà Hội Thánh đã nhìn nhận, thì dân chúng cứ rầm rập đi tới và cứ đổ xô, làm như là đó là nguồn sống của mình, đó là lẽ sống của mình. Còn lẽ sống thường ngày, nguồn sống thường ngày là lời của Chúa mình, là bí tích thánh thể, chúng ta coi thường, chúng ta không quan tâm và không để ý gì cả. Như tôi nói lúc nãy, cùng lắm thuộc một vài câu tin mừng, bởi vì chúng ta nghe giảng nhiều, bởi các cha không có giờ giảng nhiều, chỉ lấy tin mừng ra giảng thôi. Còn những lời Chúa từ trong Cựu Ước hay từ trong các thơ của các thánh chẳng hạn, thì có thuộc đâu, thuộc mấy đâu, không biết gì. Cho nên thưa anh chị em, chính chúng ta cũng có thể nói là đang vấp phải, hay đúng hơn đang dẫm trên dấu chân của những người Do Thái xưa, khi đời sống của mình khô khan, khi đời sống của mình
không hề có lời Chúa hướng dẫn, khi đời sống của mình đứng xa tầm ảnh hưởng của lời Chúa của chúng ta. Vì thế chúng ta xin lỗi Chúa và cố gắng hơn nữa để có được một cái tâm tình mới giúp cho mình sống được, hiểu được và ý thức được lời Chúa là lời mạc khải, là nguồn sống của mình quan trọng đến mức nào.